Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin họa vô đơn chí đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Người dân Việt Nam đã sục sạo trên trang internet với các cụm từ như Tô Lâm ăn thịt bò, bò rát vàng, Tô Lâm ăn bò rát vàng, vân vân. Và đài FA đã dùng công cụ để đo lường mức độ người dùng trên mạng xã hội thì thấy chỉ trong 3 ngày đã có hơn 400 bài đăng liên quan đến chủ đề bò Tô Lâm. Đúng là một thảm họa truyền thông. Tô Lâm tưởng mình đủ danh ma khi quyết định bám càng chuyên cơ của ông Phạm Minh Chính trốn sang trời Âu đúng vào thời điểm cho bọn đàn em xử đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Đây là hình ảnh ông Gerard, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đón tiếp Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính công du châu Âu. Trốn là để Lâm thoát khỏi sức ép của ông Hưởng. Sử Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an là một kỳ án, một phiên tòa thối hoắc. Đúng như đánh giá của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nguyên cũng là sĩ quan an ninh thuộc dòng dõi Thái Tử Đỏ. Ông Nguyễn Hữu Vinh là con trai út cụ Nguyễn Hữu Khiếu, đại sứ Việt Nam tại Liên Xô trước đây. Trước đây, Tô Lâm đã từng ký công văn tuyệt mật gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiến nghị xử lý Nguyễn Duy Linh theo con đường đảng, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì một lý do trời ơi đất hỡi là thời hạn điều tra đã hết. Tận tụy như thế, dành đặc quyền như thế cho gia đình Hưởng rồi mà Tô Lâm vẫn sợ. Bởi vì Hưởng thuộc dạng bố già, vốn là đại ca trong giới mafia, cả đỏ lẫn đen, là cấp trên và là kẻ đỡ đầu trực tiếp của Tô Lâm trong nhiều năm trời. Nguyễn Văn Hưởng là trụ cột suốt mấy nhiêu nhiệm kỳ tiếp theo cho đồng chí bãi trong các hiệp giáp lá cà dai dẳng suốt cuộc chiến Ba Tư, một cuộc tỉ thí không phân thắng bại giữa Nguyễn Tấn Dũng, tức là anh Ba, và Trương Tấn Sang, tức là Tư Sang, thời cả hai còn tại vị. Là quan thầy cấp cao của mình, Tô Lâm hình dung ra câu chất vấn lạnh gáy của bố già rằng: mày được như ngày nay là nhờ ai? Bây giờ chúng nó đưa con trai tao ra trảm mà mày không nói được một câu hả? Còn đối với công luận thì thật sự không ai hiểu nổi. Bao lâu nay Duy Linh vẫn đảm đương công việc, lên chức vù vù thì đùng một cái khi xảy ra vụ khởi tố Vũ Nhôm cách đây mấy tháng về tội đưa hối lộ, tức là mới ngày 22 tháng 4 chứ chưa phải đâu xa, thì mới phát hiện ra hàng loạt bệnh đặc biệt hiểm nghèo như vậy và vào viện nằm cho tới tận khi hầu tòa. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng trưởng Tổng cục Tình báo đang bị xem xét xử là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Vắng mặt có lý do trong thời gian phiên tòa xử Linh để trốn đòn sấm sét của đại ca Hưởng, vậy mà vẫn xui vẫn không tha cho Lâm. Tránh được Hưởng nhưng Đại tướng Tô Lâm lại rơi vào bẫy của Nook Steakhouse London. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đây là nhà hàng đầu tiên của đầu bếp Nucleus Cooker, người Thổ Nhĩ Kỳ, mở cửa tại London. Thương hiệu ẩm thực sang trọng, thu hút giới siêu giàu và người nổi tiếng. Từ những khoảnh khắc rắc muối điêu luyện, Nucleus Cooker trở nên nổi tiếng và được dân mạng vinh danh là Thánh rắc muối. Hiện nay, trang cá nhân của đầu bếp này sở hữu 38 triệu lượt theo dõi. Thật ra, Nucleus Cooker không phải là điệp viên hai mang, cao thủ đến mức vừa phục vụ khoái khẩu của Tô Lâm lại vừa quay lén video để làm hại Đại tướng An ninh Công an. Chẳng qua là vì tướng Tô Lâm quá bận, trước khi bay sang trời Âu đã không đọc bài viết trên báo Vietnamnet. Nếu đọc được trước khi lên máy bay, biết đâu Tô Lâm đã tránh được scandal không đáng có đối với cả thầy lẫn tớ này. Đây là hình ảnh ăn miếng thịt bò rát vàng tại nhà hàng đắt đỏ của Thánh rắc muối đã gây nên thảm họa truyền thông cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ nhân trang vietstudy.net, có đưa ra lời khuyên cho Tô Lâm: nếu phải phân trần với các đồng chí thì cứ nói là do không biết nơi ấy là nơi nào nên bị thế lực thù địch gài bẫy. Nghĩa là tướng Tô Lâm đứng trước hai lựa chọn. Một là phải thừa nhận mình tham, thừa nhận khuyết điểm là mình lén đi ăn một cái bít tết hơn cả ngàn đô la trong lúc hàng triệu đồng bào đang đói khổ ở trong nước. Hai là phải tự nhận mình khờ, tức là phải tự phê cái nghiệp vụ tình báo của bản thân không lấy gì làm xuất sắc lắm, nên nếu như không là tồi thì đã dễ dàng
để cho địch gài bẫy, làm tổn thương uy tín của cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Tô Lâm cuối cùng đã phải chọn cái nào đây? Đây cũng là điều câu hỏi được đặt ra. Tham hay khờ? Nếu tột bực thành thật thì nhận cả hai cũng chẳng oan. Đối với các khủng hoảng truyền thông kiểu như bò Tô Lâm, mỗi xứ xử lý một cách khác nhau tùy vào chính thể dân chủ hay độc tài. Những vụ tai tiếng kiểu như vậy ở các quốc gia có pháp quyền, khôn ngoan nhất là đưa ra ngay một lời bào chữa hay xin lỗi gần với sự thật nhất. Còn giữa Anna mình thì điều này chắc chắn còn lâu mới trở thành một ứng xử văn hóa thông thường với những nhân vật quyền lực. Loại độc tài như Tô Lâm lại càng không. Tô Lâm sẽ không bao giờ hiểu được miếng thịt bò đắt tiền ông ta chén cho khoái khẩu không thể nào đắt giá bằng những phản ứng dây chuyền của người dân trong nước. Đây là hình ảnh cũng tại Anh, 39 người Việt Nam gần đây đã chết tức tưởi trong xe tải đông lạnh. Và khi đó cả thế giới đã bàng hoàng nhìn nhận sự việc này. Nay sự kiện lại được hâm nóng khi miếng thịt bò rơi vào miệng của Tô Lâm. Tô Lâm nên cho đàn em đi học cách thức giải tỏa các khủng hoảng truyền thông, chứ không ngày suối bảy lại đi mở các chiến dịch ngầm kiểu xã hội đen để ngăn chặn hay triệt hạ những ai còn tiếp tục bàn luận hay đưa tin. Làm thế là đổ xăng vào lửa, thưa tướng quân, thời đại kết nối toàn cầu, chớ dại đi áp dụng các biện pháp thời trung cổ. Chuyện Tô Lâm ăn miếng tết mạ vàng làm ta nhớ lại những dòng trạng thái trên Facebook Thủy Linh viết rằng tinh thần quý tộc không dễ để học lại một sớm một chiều. Nó có tính kế thừa và sự tôn quý nằm trong tâm khảm của mỗi quý tộc qua nhiều thế hệ. Thứ mà đám cặn bã không bao giờ có được. Mỗi dân tộc thiếu thông minh tới mức bằng mọi cách đưa bọn tiện nhân ngồi lên đầu mình thì đám này chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào. Nếu nhà quý tộc phạm điều ác thì những quý tộc khác trừng phạt họ bằng luật pháp. Còn đám khố rách áo ôm ngược lại sẽ thông đồng với nhau làm sao cho pháp luật chỉ là công cụ để chúng thao túng quyền lực và lợi ích. Chúng sẽ biến những điều xấu xa thành một hệ giá trị, y hệt như La Mã cổ đại dính vào bọn đánh thuê ngoại bang vậy. Màn ăn bít tết của đám khố rách áo ôm tiếm quyền do thánh rắc muối nổi tiếng phục vụ cho ta thấy một bộ mặt dơ giấy khác. Còn tờ The Sun, nhật báo xuất bản tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô Lâm là bò cộng sản trong bài viết bò cộng sản, lãnh đạo cộng sản gây tức giận sau khi được đầu bếp nổi tiếng Jeep B bón cho ăn món bò rát vàng. Đây là hình ảnh người dân nằm ngủ vật vạ giữa đường trên hành trình chạy xe máy hàng ngàn km xuyên Việt về quê tìm đường sống sót sau 4 tháng phong tỏa khắc nghiệt chống Covid của chính quyền. Còn tờ Jakarta Post của Indonesia cũng có bài người Việt Nam tức giận vì món bò bít tết rát vàng của Bộ trưởng. Bài báo cho biết rất nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ sau khi đoạn video chiếu cảnh ông Tô Lâm ăn bò rát vàng ở London được lan truyền rộng rãi trên Facebook, TikTok hôm 5 tháng 11. Rằng rất nhiều người trong số bình luận này bày tỏ trên mạng đã tỏ ra giận dữ về sự suy đồi đạo đức được lộ diện trong đội ngũ cấp cao của các lực lượng vũ trang. Trong khi đất nước đang vật lộn với biết bao hậu quả của làn sóng dịch COVID-19 khiến nhiều người mất việc và ảnh hưởng nặng nề đến GDP của đất nước. Ngoài ra còn một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như đài BBC, đài tiếng nói Hoa Kỳ, Bangkok Post, Yahoo News và rất nhiều tờ báo khác. Trong khi đó, báo chí nhà nước Việt Nam hiện vẫn được lệnh cầm như hến về bữa ăn nổi tiếng của ông bộ trưởng này. Điều đó chứng tỏ hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của người dân để nuôi bộ máy hơn 800 tờ báo đài tại trong nước đã không còn giá trị. Trên trang Facebook, một số Facebook là cho là chân gỗ của chính phủ Việt Nam thì giải thích Bộ trưởng Tô Lâm đâu có đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ. Đó là do ông được mời, thậm chí có sự chỉ đạo cố đấm giải thích là ông Tô Lâm được Bộ trưởng Nội vụ Pháp mời. Có nơi lại nói Bộ trưởng Anh mời. Thậm chí có Facebooker còn nói ông Tô Lâm và đoàn được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mời. Đúng là một lũ kẻ cắp giả mồm. Bò đỏ muôn đời vẫn kiếp là bò đỏ. Càng giải thích càng thấy đẳng cấp lũ toàn cầu của bọn viết thuê và các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021 với bản tin họa vô đơn chí đối với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.